Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, vụ việc 6 em học sinh phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc khi sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy vừa được đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Thanh Khê nhanh chóng làm rõ chỉ sau 12 giờ vào cuộc. Thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 nằm trên đường Trần Câu Vân thuộc địa bàn phường Thanh Khê Đông, thành phố Đà Nẵng. Có 6 em học sinh phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc khi uống dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy được công an quận Thanh Khê tiếp nhận. Rất nhanh chóng, các tổ công tác được tập trung định hướng. Nguyên nhân ban đầu được đưa ra, số học sinh nói trên bị ngộ độc bởi chất ma túy. Gamma dioxide, acid butyrat, đây là dạng ma túy, dạng nước biển, nước xoài, nước trái cây. Trong giới trẻ học sinh thì hay gọi đây là nước vitamin C. Các em là mua một chai đổ khoảng là 10 giọt vào một chai nước ngọt, sau đó cùng chia nhau ra uống. Đó, vừa uống xong 15 phút là các em là lên cơn co giật, sùi bọt mép và giãn động tử liền. Ở đây là trong các giới trẻ là đưa các chất này vào người thì nhanh chóng hưng phấn, tạo ảo giác. Nhóm thanh niên liên quan đến việc mua bán ma túy tại nước biển này gồm 3 đối tượng: Trần Thanh Hiền, Võ Thái Huy và Lê Vinh Quang, đều 29 tuổi, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Khám xét nơi ở, công an quận thu giữ 12 chai dung dịch chứa chất màu vàng nghi là ma túy nước biển. Mở rộng điều tra, công an quận đã làm việc với Thân Hoàng Vĩnh Long, 23 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thu giữ tại nơi ở của Long thêm 16 chai lớn chứa dung dịch màu vàng, trắng, xanh, đỏ các loại, nghi là ma túy nước biển. Facebook đăng Trần Lan đó anh, đăng cái em vô em hỏi, cái họ báo giá, báo đồ đó, cái em đồng ý cái bấm địa chỉ, gửi cho anh tiết kiệm về đó. Do em cũng hút về, em ra em mua quay test, về em test không thấy lây ma túy, em nghĩ bình thường chứ em không biết, trừ đây em mới biết. Long và các đối tượng liên quan có những thủ đoạn rất tinh vi khi mua bán loại ma túy nước biển không giao dịch trực tiếp mà thả hàng từ tầng cao xuống và lấy tiền, hoặc thông qua các nhóm kín trên những trang mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là ảo giác mà loại ma túy nước biển mới này còn khiến người dùng hưng phấn, mất tự chủ. Qua đây thì phải tuyệt đối, phụ huynh học sinh và giáo viên phải tuyệt đối khi các em học sinh có những biểu hiện như thế phải nhanh chóng báo cơ quan chức năng, đồng thời là phải cảnh báo nghiêm khắc đến các em học sinh là tuyệt đối không sử dụng các chất trên. Tại vì qua sự việc trên là thấy là ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe các em cực kỳ, vì chất này là chất thuộc cực độc. Hiện các em học sinh đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Với loại ma túy nước biển lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng, người dân thành phố cần có sự cảnh giác cao độ để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra.